làm cho đứa trẻ trở nên khỏe mạnh, gọi là healing. Đây, thì ban đầu thầy dùng cái thuật ngữ chữa lành này thì nhiều người cũng sẽ không hiểu, là bởi vì nếu mà chúng ta làm cái động tác có tên là can thiệp vào một đứa trẻ, càng can thiệp vào đứa trẻ, não của đứa trẻ nó sẽ càng bị rối. Vâng, lúc đầu thì thực ra là em cũng muốn là cho bé đi hòa nhập, thì em đăng ký học lớp 1, nhưng mà đến lúc mà dịch nó bùng phát như thế này thì lại đành phải học online. Thực ra đây cũng là một cái mà gia đình cũng không hề mong muốn tí nào, cũng chỉ mong là dịch nó sớm được kiểm soát thì các con đến được đến trường ấy thì nó sẽ hòa nhập tốt hơn. Và biết là con mình thì không thể bằng được con mọi người, nhưng vẫn muốn là bé được đến trường để có các bạn, nhưng trong môi trường có các bạn ấy sẽ học được nhau ấy, thầy. Thì em nghĩ cũng sẽ là một cái phương án tốt, nhưng mà thực sự là đến thời điểm hiện nay thì cũng sốt ruột lắm nhưng không biết làm thế nào. Và Ok. Rồi, tại mẹ chưa hiểu cái ý của thầy Minh đó. Ở đây có bao nhiêu mẹ đã con của mình là 6 tuổi trở lên nè. Ok, có một số ba mẹ chưa biết thầy Minh đúng không? Không sao hết, từ từ lát thầy Minh giới thiệu, tại vì lỡ đang 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 chia sẻ rồi nó tới khúc nào thì mình chia sẻ khúc đó. Ở đây có ai con 6 tuổi không ạ? À? Ở đây có ai con trên 6 tuổi không? Vấn đề mà mẹ Thu Hoài nhận thấy đó, đó là về khoa học não bộ, người ta đã xác minh được rằng là khi một đứa trẻ nó tròn 6 tuổi đó ba mẹ, thì não của bé hầu như là đã được hình thành gần 100% rồi, nó phát triển đủ luôn rồi, nó khoảng từ 1 ký 2 đến 1 ký 3, tùy theo người, tùy theo trẻ. Nhưng mà người trưởng thành mình nó thường phải là 1 ký rưỡi, cân nặng của não bộ nó đại đầy đủ hết rồi, phát triển đầy đủ hết rồi. Thì cái câu chuyện đó là như thế này, là ba mẹ nghe kỹ cái phần này nè, để chúng ta hiểu thêm về cái chuyện là thế thì bây giờ nó qua cái tuổi vàng để can thiệp đúng phương pháp rồi thì sao thầy? Đó, ba mẹ để ý nè. Thế thì cái cô bé hồi nãy 6 tuổi, 7 tuổi, 6 tuổi mấy, bây giờ 7 tuổi đi học. Sao bây giờ có thể hòa nhập được? Sao bây giờ có thể đi học hoàn toàn được? Học thức học bây giờ học ngon lành hết, vấn đề là hiểu hết tất cả mọi thứ, cầm tập cầm viết là học viết được hết rồi, cầm toán được rồi, hết rồi, ngon lành. Cho nên là cái vấn đề là nếu mà nói rằng là con em nó lớn rồi, con em nó không cải thiện được hoặc là cải thiện khó hơn, chậm hơn, thì chúng ta phải xem có chuyện gì xảy ra, chuyện gì thật sự xảy ra trong cái não bộ này, rồi để cho chúng ta không có mặc định rằng là lại là hên xui, rồi là số phận, rồi gọi là tùy từng đứa. Thì tùy từng đứa thì còn gì nữa là khoa học về tâm lý. Cho nên điều đầu tiên là tôi nói với bà mẹ là một số cái ý để bà mẹ có thể, những ba mẹ nào lưu ý có con mình bắt đầu lớn hơn rồi đó, dĩ nhiên là 6 tuổi là não nó hoàn toàn rồi, được chưa? 5 tuổi thì nó gần rồi, 4 tuổi thì nó cũng đã vượt qua cái giai đoạn vàng, là giai đoạn kim cương, là giai đoạn kim cương, là giai đoạn 3 tuổi ba mẹ. Cho nên ở đây mà ai có con 2 đến 3 tuổi mà ngồi trong lớp này, tôi chúc mừng các ba mẹ luôn. Đây, có một mẹ nữa tôi thấy tôi thương mẹ này ghê á, 12 tháng à, chưa được 12 tháng mà đã vào lớp rồi, đã vào lớp luôn rồi. Thì tại vì thấy con mình có những dấu hiệu sớm, đã có dấu hiệu sớm và hỏi tôi thì tôi cũng chả kết luận cái gì hết. Học cái thầy Minh mà thầy thầy ba mẹ sẽ đến là thầy không bao giờ đưa ra bất cứ một kết luận gì đâu. Được chưa? Cái việc mà đưa ra kết luận là rất là ngu ngốc, rất là ngu ngốc của ba mẹ nha. Và nên cái việc mà chúng ta nói rằng là con chúng ta 6 đến 7 tuổi rồi, nó lớn rồi, nó sẽ chậm lắm, đưa ra kết luận đó thì cũng hơi vội đó, nó cũng không thông minh lắm đâu, nó không sáng suốt lắm đâu, để thầy Minh nói cho mình nghe. Trở lại cái trường hợp mà thầy show lên cho ba mẹ xem trong vòng vài phút đó, như vậy cũng 6-7 tuổi đó, sao nó chuyển biến nhanh như vậy được? Mà nhớ ai mà xem video này ở trên YouTube của thầy Minh đó, thì mẹ Vi Vũ có nói rằng là em đã cho con em đi học suốt 2 năm trời ở các trung tâm, mà 1 giờ đi can thiệp như vậy là 270.000 đó. Đó, ba mẹ là lên kênh trên YouTube mà coi mẹ 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 Vi Vũ chia sẻ đó. Và cái việc mà can thiệp sai phương pháp như vậy lại làm càng cho đứa trẻ nó càng bị rối hơn. Ok. Rồi, bây giờ ba mẹ nhìn lên một cái sơ đồ cho thầy Minh vẽ vài đường cây cho ba mẹ xem nha. Vẽ vài đường cho ba mẹ xem. Ok. Hãy hình dung đây là não bộ của chúng ta. Là bản đồ của chúng ta. Và khi con của chúng ta nó trong bào thai nha ba mẹ, trong bào thai á, nó mới cấn thai thôi nha, là bắt đầu nó đã nạp thông tin vào não rồi, là phôi thai đó bắt đầu nạp thông tin vô rồi, nạp thông tin vô rồi. Và cái việc mà con mình nạp thông tin vô đó, nó sẽ đi đôi với lại việc não được hình thành.
sẽ đi đo với việc não được hình thành. Ok, các tế bào não nó sẽ được hình thành. Đây. Và hầu như là tới 6 tuổi, tròn 6 tuổi là nó gần như là nó đầy ba mẹ nha, gần như là đầy. Các tới 100 tỷ tế bào, 100 tỷ tế bào của não gần như là đã được đầy. Và mình nhớ là các tế bào thần kinh á, nó hình thành tới đâu nó sẽ nạp thông tin đầy đủ tới đó. Ba mẹ nào không hiểu kịp thì thầy Minh sao nó chậm lại chút xíu. Cái mấy cái màu mà cam cam mà thầy Minh mới vừa vẽ đó, nó giống như hệ như là tế bào thần kinh. Mà nó hình thành tới đâu, nó không phải là hình thành để chống đó. Nó hình thành tới đâu nó sẽ nạp thông tin vô để đó hết. Đấy, cho nên là tới 6 tuổi là nó hình thành gần như gần 100%. Mà gần 100% á thì coi như là nó đã nạp thông tin 100% rồi. Như vậy thông tin á nó sẽ vào có hai loại thông tin. Thông tin thứ nhất là những thông tin tiêu cực. Xin lỗi, những thông tin tích cực. Những điều tốt đẹp. Ok. Và song song với đó cũng có những thông tin tiêu cực. Và song song với đó cũng đầy những thông tin tiêu cực. Đầy những thông tin tiêu cực ở trong đó. Đấy. Giờ đầy thông tin tiêu cực đó. Như vậy là trong não của một đứa trẻ 6 tuổi chuyện gì đang xảy ra trong đó? Nó quá nhiều thông tin. Nó lộn xộn ở trong đó. Còn nếu chúng ta nhìn lại não của một đứa trẻ 2 đến 3 tuổi thì sao? 2 đến 3 tuổi thì sao? Thì thông tin nó được hình thành đó thì nó khoảng mới được một nửa thôi, hơn đấy, nhưng mà mình biết là khoảng một nửa thôi, đó, được chưa? Cho nên khi mà chúng ta can thiệp cái não mà khoảng 2 đến 3 tuổi, chúng ta có một lợi thế là nó còn một phần trống còn lại. Và khi mà phần trống còn lại đó, chúng ta làm các liệu pháp đúng phương pháp như là chữa lành não bộ nè. À, đây, 22 câu lắp đáp đó, mẹ Thu Hoài mới vừa nói đó. Thì cái phần còn lại nó nạp ở đây nè ba mẹ. Được chưa? Nó sẽ nạp rất là dễ dàng bởi vì nó là còn trống. Nó nạp rất là dễ dàng. Còn cái phần á, bằng phía trước á, nó gặp rối loạn á, thì ba mẹ bắt đầu lại được học những cái phương pháp khác. Để làm cái gì vậy? Để gọi là thanh lọc. Tôi đưa ra một số khái niệm khá là lạ nha ba mẹ nha. Một số khái niệm mà ba mẹ lại không hiểu á. Ở trong đây nó có những cái thông tin tiêu cực trước đây, hay là những cái tổn thương á. Mình nghe chữ tiêu cực nó giống như tổn thương đi. Thì mình cũng đã trong cái combo 10 đó, chúng ta rất là nhiều thứ để thanh lọc. Thanh lọc là gì? Mình cứ tưởng tượng mình lọc nước này ba mẹ. Mình lọc nước nè, lọc nước lại uống nè. Nó là như vậy thôi. Não của con của mình nó có cái nhiều cái bẩn trong đó, có những cái tổn thương trong đó. Tổn thương khi nào á, thì hôm nay thì mình sẽ không nói cái vụ tổn thương là cái gì. Tại vì ba mẹ cần phải đi học chuyên sâu thì mới hiểu là con mình có tiện tổn thương cái gì. Ai học rồi mình sẽ biết. Đấy, thì chúng ta phải lọc. Nó phải lọc sạch cái phần đó thì con của chúng ta nó mới trở nên bình thường được. Rồi, mà đứa trẻ 3 tuổi á. Đứa trẻ 3 tuổi thì sao ạ? Trẻ 3 tuổi thì sao? 3 tuổi thì nó còn được một nửa. May mắn là như vậy. Còn 6 tuổi nó đầy. Cho nên cái việc mà với một đứa trẻ 6 tuổi thì chúng ta làm gì với nó? Cái việc mà thanh lọc á, nghe ba mẹ nghe cho kỹ nè. Cái việc thanh lọc phải làm mạnh mẽ hơn. Phải làm các phương pháp chữa lành. Thanh lọc là dùng cho vật lý thôi. Như vậy bởi vì con người thì chúng ta phải dùng một cái từ nó văn minh hơn, nó đẹp đẽ hơn, gọi là chữa lành. À, mà bằng tâm lý, không dùng thuốc nha ba mẹ. Không dùng thuốc nha ba mẹ nha. Không dùng thuốc. Tại vì não không có thuốc nào giúp chữa lành não hết. Ba mẹ phải chú ý điều đó. Không có bất cứ cái thuốc nào chữa lành não hết. Có chăng là các loại thuốc bổ nó làm cho não khỏe hơn chứ không làm cho não được chữa lành. Không có cơm, không có tế bào gốc, không có bất cứ cái gì hết. Tôi cam kết 1 tỷ% về điều đó. Nếu ai mà uống một thuốc nào đó chữa lành được bộ tự kỷ, chữa lành được chậm phát triển, hãy nói với tôi. Hãy nói với tôi nha. Hãy nói với tôi. Có ai không? Nhưng mà có trong vô lớp này rồi. Đấy. Ba mẹ, còn một số ba mẹ thì có hỏi rằng là thầy ơi em đi làm cái ghép tế bào gốc được không thầy? Cái video này tôi cũng đã làm, tôi gửi lên YouTube cho ba mẹ xem rồi đó. 270 triệu đúng không? Đấy. Không liên quan luôn, chả có liên quan gì hết. Ok. Thế thì con của mẹ Thu Hoài cũng như các ba mẹ nào có con trên 3 tuổi thì cái việc thanh lọc là chúng ta phải làm rất là nhiều. Hay nói đúng hơn là dùng cái từ đúng cái chuyên môn của thầy Minh gọi đó, chữa lành. Ba mẹ thấy rằng là không có thầy cô nào ở trong lĩnh vực
tâm lý trẻ dùng cái từ chữa lành chỉ có thầy Minh duy nhất ở Việt Nam thầy Minh dùng thôi. Ở nước ngoài người ta vẫn dùng. Tên tiếng Anh của cái chữ này có tên là healing. Ở nước ngoài người ta dùng. Ở Việt Nam không dùng chữ này. Lúc đầu thầy dùng chữ này đó ba mẹ. Thì cô Siêng cũng hỏi là anh ơi, anh dùng chữ này thì liệu ba mẹ có hiểu hay không? Dùng cái chữ healing á. Healing là trong chữ gì biết ra ba mẹ? Heal của ba mẹ, ai biết tiếng Anh đó? Heal là sức khỏe. Healthy là sự khỏe mạnh. Có lấy từ này ra đó. Cho nên là làm cho đứa trẻ trở nên khỏe mạnh gọi là healing. Đây, thì ban đầu thầy dùng cái thuật ngữ chữa lành này thì nhiều người cũng sẽ không hiểu, là bởi vì nếu mà chúng ta làm cái động tác có tên là can thiệp vào một đứa trẻ, càng can thiệp vào đứa trẻ, não của đứa trẻ nó sẽ càng bị rối. Não của đứa trẻ sẽ càng bị rối. Nó đã hỗn tạp ở trong đó rồi. Mà càng can thiệp vào nó sẽ, cho nên là chỉ có một phương pháp nhanh nhất là chúng ta chữa lành. Nhanh nhất là chúng ta thanh lọc. Thanh lọc liên tục để cho não nó càng sạch. Những cái tổn thương của con nó càng sạch. Thì nó càng sạch thì cái việc mà chúng ta dạy cho con của mình đó, nó rất là dễ dàng. Ok, trở lại cái câu chuyện mà thầy mới vừa nói, bé nhà Vivo thầy mới vừa chia sẻ hồi nãy đó. Việc gì xảy ra với đứa bé đó mà làm cho đứa bé này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, vấn đề của con cũng nặng như vậy mà có khả năng được chữa lành và tiến tới những cái bước xa hơn như vậy, là bởi vì người mẹ này ứng dụng toàn bộ các lớp học của combo 10 của lớp thầy Minh, lớp chữa lành. 10 lớp của thầy Minh là 10 lớp chữa lành. Chữa lành cho đến bản thân của mình đó ba mẹ, chữa lành cho cả gia đình nữa, không phải là chữa lành con. Bởi vì người mẹ nó hiểu rằng vấn đề của con là do một phần mình tạo ra. Cái tâm lý bầu khí gia đình nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con, ảnh hưởng đến sự rối loạn của con. Cho nên là mẹ không những làm chữa lành cho con mà chữa lành cho chính mẹ, chữa lành cho mối quan hệ vợ chồng, cha và mẹ nữa. Thì từ đó đó, cái tốc độ thanh lọc cái bộ não này nó rất là nhanh. Và khi như vậy bên bé nó nạp vào rất là nhanh. Đấy. Cái lớp mà thầy Minh mới vừa chia sẻ cái Zalo hồi nãy đó, đó là toàn bộ những ba mẹ nào mà thật sự rất là nghiêm túc, chỉnh chu. Thật sự thầy nói dùng từ chỉnh chu luôn đó. Chỉnh chu là cái gì? Là đi theo phương pháp của thầy Minh hướng dẫn. Phương pháp của thầy Minh hướng dẫn là 24/24 tiếng, lúc nào cũng phải nhớ trong đầu cái chữ healing là chữa lành cho con. 24/7, lúc nào, 27 là 7 ngày đó, 24 tiếng trên 7 ngày đó, lúc nào cũng phải dùng các liệu pháp chữa lành cho con. Bởi vì sao? Cái lớp của thầy là lớp chữa lành toàn diện. Thầy không bỏ con bất cứ một giây nào hết, đều có các cái hoạt động cho con hết. Đấy. Cho nên ở đây mình thấy ba Hiếu không? Bé Sư Hiếu không? Ông học cái thầy Minh sao ông sốt ruột lắm? Bởi vì sao vậy? Bởi vì học rồi mà không có con để mà chữa lành cho con, cái thương lắm. Đấy, sốt ruột lắm. Đấy. Hằng ngày cái nhìn con qua video, hằng ngày cái nhìn thấy cô Trang công ty gửi video cho con, mình muốn làm cái người tận tay chữa lành cho con. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, ba Hiếu hình như đã học lớp chữa lành toàn diện là đúng không? Học luôn cái lớp chữa lành toàn diện chưa? Ba Hiếu bật giùm này một cái. Vâng, lớp đấy thì em gái em đăng ký ghế thì cũng cho em lên để em join vào học. Dạ. Cái lớp mà chữa lành tận gốc rễ nguyên nhân á. À lớp đấy là chưa đâu thầy ạ. À thì vâng. Bố học tới cái lớp đó đi rồi bố sẽ biết rằng là cái việc mà tại sao chính cha, chính bố với mẹ phải là người chữa lành cho con nó mới hiệu quả. Vâng. Bố sẽ biết tại cái nguyên nhân gốc rễ đó là nó bị tổn thương có thể nằm trong lúc bầu thai. Đấy. Tôi là người duy nhất ở Việt Nam tôi dám dạy cái điều này, tôi dám nói và tôi dám dạy cái điều này luôn. Và tôi giúp cho được rất là nhiều đứa trẻ, bởi vì đi sâu tận gốc rễ là cái lúc trẻ nó bầu thai nó bị một sang chấn tâm lý. À, mình vào lúc đó mình sẽ hiểu thật sự là nó là cái gì, rồi mới đầu mình mới chỉnh lại, mới chỉnh bản thân mình lại, mới giúp cho con của mình tận gốc nó đi xa như vậy. Được chưa ba mẹ? Cho nên chia sẻ như vậy để cho ba mẹ thấy rằng là nếu như mà mẹ thu hoài, mẹ còn nằm trong đầu của mình cái chữ như thế này là mẹ thu hoài, là con em nó lớn rồi, nó 6-7 tuổi rồi, nó khó lắm thầy ơi, nó khó lắm thầy ơi. Khi mà chúng ta nói khó đó, lập tức tốc độ chúng ta sẽ chậm liền. Cho nên đầu tiên á thì tôi sẽ cho ba mẹ hiểu thật sự chuyện gì xảy ra trong não. Ba mẹ có thể lên trên mạng search cái này, nó có ví dụ như trên lên Google, các bạn, các ba mẹ gõ cái chữ có tên là
sự hình thành não bộ theo theo lứa tuổi, sự hình thành não bộ theo lứa tuổi, nó đầy, nó có thông tin đầy luôn. Nhưng mà để tổng hợp lại, nào là các cái vấn đề tiêu cực, là tổn thương, là chữa lành lắp láp, thì ba mẹ phải đọc còn cả ngàn quyển sách về chữa lành, học còn mười mấy năm về chữa lành. Cho nên là tôi nói ba mẹ, ai đọc thì đọc, ai không đọc thì không quan trọng, không đâu quan trọng. Quan trọng là cứ làm theo những gì thầy mình hướng dẫn, chính xác cái này mới nói là nghe chính xác, đừng có sai bất cứ cái nào hết, không hiểu thì hỏi, đừng có làm sai bất cứ cái gì thầy mình hướng dẫn. Tôi đã kinh nghiệm cho mấy chục ngàn đứa trẻ rồi ba mẹ, mấy chục ngàn đứa trẻ, chứ không phải là tay mơ tay gà nhào vô mới làm một hai ngày, một vài đứa trẻ mà dám lên đây làm những cái chuyện này. Cho nên là ba mẹ cứ làm chính xác với những lời hướng mình hướng dẫn, không hiểu hỏi, không hiểu hỏi, không hiểu hỏi. Bởi vì lớp của chúng ta cũng như là các lớp chuyên sâu á, nó cái trình độ của mình đó, nó khác nhau lắm. Có những người học vấn rất là cao ba mẹ, nói thì hiểu, có những người học vấn họ không cao. Cho nên thầy Minh sẽ nói ngôn ngữ làm sao cho những người mà học lớp 5 cũng hiểu, học lớp 5 đọc nghe thầy Minh nói cũng sẽ hiểu. Mà nếu không hiểu vẫn làm được, không làm được thầy Minh cầm tay chỉ việc. Cho nên ba mẹ nào mà gọi là quá thông thái ở đây đó thì thôi thả lỏng đi, thư giãn đi, không cần phải đi quá sâu. Và ai quá sâu thì nghe những thuật ngữ chuyên ngành này rồi đi bắt đầu đi tra chữ healing là gì, healthy là gì, lắp láp vân vân đấy, thì từ từ tự đi nghiên cứu. Thầy mình sẽ không đi quá nghiên cứu để cho làm sao mà chúng ta bình dân nhất có thể, ai cũng có thể học được. Ở đây có một số có một số bà nè, bà 56 tuổi nè, có bà 70 tuổi mà đang ngồi trong lớp đó nè. Cho nên là tôi không muốn là thách thức các ba mẹ nhiều quá. Tóm lại lại đó là dù con của chúng ta bao nhiêu tuổi thì chúng ta nói rằng là con có thể được chữa lành, thấy đó, được chưa? Tôi thấy rằng là những đứa trẻ trên 6 tuổi đó, tôi công nhận là tốc độ nó chậm, nhưng mà chậm là lý do không phải chỉ ở con đâu, tốc độ nó chậm là lý do ở ba mẹ là nhiều hơn, ông bà là nhiều hơn. Nghe tôi nói nè, tại sao lại là ông bà với ba mẹ nhiều hơn nè, ba mẹ nghe cho kỹ cái phần này nè, để rồi chúng ta cứ quay ra chúng ta trách thầy cô, chúng ta quay ra chúng ta trách đứa trẻ, chúng ta quay ra trách ông thầy này nè, sao mà ông dạy làm sao mà có đứa nó chữa lành được chứ nó không chữa lành được, mà mình không chịu trách bản thân mình, được chưa? Ông bà mình dạy sao học nhiều tiên trách kỹ hậu trách nhân, tiên trách kỹ hậu trách nhân, đầu tiên là chúng ta trách bản thân mình, hậu trách nhân là sau đó chúng ta hãy trách người khác. Cho nên là chúng ta phải xem lại. Tôi biết là ba mẹ đã trải qua quá nhiều cái thách thức, quá nhiều cái vất vả, quá nhiều cái khó khăn trước đây rồi, mà đúng hơn là quá nhiều thất bại trước đây. Cho nên ba mẹ đã bị mất dần niềm tin. Khi mà ba mẹ thử một phương pháp mới, ba mẹ không có tin. Nghe thầy Minh nói chân thành chỗ này với ba mẹ luôn. Khi ba mẹ thử một phương pháp mới, ba mẹ không còn tin nữa. Bởi vì ba mẹ quá nhiều thất bại trước đây rồi, quá nhiều tiền trước đây đã bỏ ra rồi, quá nhiều cái gian khổ trước đây bỏ ra rồi, nên ba mẹ hầu như là mất luôn cái niềm tin, mất luôn niềm tin. Cho nên là thầy ba mẹ thấy không, cứ đầu giờ là thầy Minh mời vài ba mẹ có thành công với thầy Minh, có hiện diện trong lớp là mời chia sẻ là như vậy đó, để cho ba mẹ có niềm tin tí, mục đích là như vậy đó, mục đích là như vậy đó. Xong cái này là tôi lại mời một vài người đó lên nha, một vài người đó lên đó, có Lina vô nè, trời ơi bà mẹ tôi yêu mến vô cùng đấy, nó là như vậy đó. Cho nên là ai ở đây có con lớn, làm ơn coi là bản thân của mình đi, đừng có mà coi bằng con, hãy coi cái những cái trường hợp tôi làm 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi nó vẫn làm được, vẫn tốc độ nhanh cả. Chứ còn vấn đề còn lại là ba mẹ có đủ tin thầy Minh không, đủ tin con mình không, đủ tin với phương pháp này không, rồi mình làm mình không tin á, cái nửa vời nửa vời nửa vời. Mà phương pháp với thầy Minh là dựa trên niềm tin ba mẹ, dựa trên niềm tin. Niềm tin đó là cái gì? Đó là hũ cơm, lấy cái hũ cơm nói chuyện với hũ cơm lớp chúng ta ngày mai học đó, nói làm sao á. Mà ba mẹ tôi nói ba mẹ sẽ, một số ba mẹ chưa học thầy Minh là ba mẹ sẽ cảm thấy là tất cả những người mà đã làm cái lớp hũ cơm mà xong rồi nói chúng tôi là bị khùng liền. Chúng tôi lấy hai cái hũ cơm ra mà chúng tôi chửi cái hũ cơm, một cái hũ cơm nó biến thành đang thù lui, và cái hũ cơm tôi nói là tôi yêu nó là nó còn trắng trắng nõn, đúng không? Mẹ Lena gật đầu cái đó, các bạn thấy không, chúng tôi học những cái thứ mà ba mẹ chả hiểu được, ở ngoài là không bao giờ hiểu được. Cho nên là một số ba mẹ thầy up lên YouTube,
làm sao mà hiểu được, phải qua huấn luyện, phải qua huấn luyện, phải vô lớp mới hiểu được. Được chưa nào? Cho nên là bây giờ thầy Minh sẽ mời cho một số ba mẹ, hầu hết đi, 39 ba mẹ ở đây. Ai nghe kịp phần nào nghe tôi không biết, ai kêu vô trễ. Lớp của thầy Minh là đúng 7 giờ bắt đầu, đúng 7 giờ bắt đầu. Có ngày thì thầy Minh mở một số cái video về trẻ tự kỷ cho ba mẹ coi. Thật ra là để cho ba mẹ xem chứ không phải là không bắt đầu đúng giờ, đúng 7 giờ là xuất hiện. Cho nên ai vào trễ thì đáng chịu. Lớp chuyên sâu cũng vậy, đúng 7 giờ mở video lên học truyền động lực cho nhau, bắt đầu vô kiến thức. Thôi, mời tất cả các ba mẹ dù vô trước vô sau thì không biết, bình luận vô một câu. Đó là tôi tin tưởng con tôi có thể được chữa lành. Tôi tin tưởng con tôi có thể được chữa lành. Tôi tin tưởng con tôi có thể được chữa lành, đúng 10 chữ. Không sai, không thiếu một chữ. Tôi tin tưởng con tôi có được chữa lành. Dù nó lớn tuổi, 10 tuổi, 15, 20, 30 tuổi làm luôn. Không để gì tôi chia sẻ ca 26 tuổi cho ba mẹ nghe luôn. Mà thôi chia sẻ nhiều quá nó rối. Quan trọng là mấy ông mấy bà ở đây có chịu làm hay không thôi, chứ còn chia sẻ thì ca đẩy mà. Bữa nào tôi mời Trần Trang vô, cô giáo à. Cô giáo học thầy Minh xong rồi đi giúp cho một đứa 26 tuổi. Lúc này có bầu rồi, học cái thầy Minh. Trước khi học thầy Minh, khao khát quá bầu. Học cái thầy Minh được một tháng xong rồi có bầu. Trời ơi, may quá học online chứ học trực tiếp là không có nhiều chuyện à. Nó chơi nó đùa thôi chứ khoe với tôi rằng là thầy ơi nhờ học lớp mà em có được con. Đó, nó chơi có những hiệu quả phụ nữa. À, tôi tin tưởng con tôi có thể được chữa lành. Đó, có một số bà lại không làm đúng thầy Minh rồi. Không làm đúng thầy Minh, câu của thầy Minh rồi. Thầy Minh không ghi chữ sẻ. Thầy Minh nói chữ có thể, chữ sẻ, có thể nó khác nhau hoàn toàn. Chữ có thể với cái chữ sẻ nó khác nhau hoàn toàn, bà con cô bác ơi. Đấy. Cho nên đó là đi vào lớp chuyên sâu thầy Minh là tôi sửa cho từng câu á. Tôi tin tưởng con tôi có thể được chữa lành. Cái chữ sẻ, cái chữ có thể nó khác nhau hoàn toàn chứ. Tôi ghi luôn. Chúc mừng bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký kênh của Trần Hoàng Minh và nhấn vào nút chuông để xem video mới mỗi ngày.